Chào mừng các em đến với trang lời hay.com Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em bài viết, viết bài luận về bản thân Bài học nằm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 1, bộ sách, cánh diều Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngay thôi nhé Ở bài học này, chúng ta có đề số 1 trong 111 như sau Em muốn gia nhập câu lạc bộ tình nguyện viên để tham gia tổ chức các hoạt động của lễ hội hoặc giới thiệu với khách tham quan về di tích lịch sử ở địa phương mình đang sinh sống hãy viết bài luận thuyết phục bàn tổ chức của lễ hội hoặc ban quản lý di tích chấp nhận mong muốn của em để viết được bài luận này các em hãy xác định yêu cầu của đề bao gồm mục đích đối tượng cách thức thuyết phục sau đó hãy lên ý tưởng và viết bài luận bài luận xin gia nhập câu lạc bộ tình nguyện viên kính thưa ban quản lý di tích tỉnh thái bình Em là Nguyễn Văn Toàn, lớp cờ, trường trung học phổ thông Phụ Dực, Thái Bình. Em biết đến câu lạc bộ tình nguyện tham gia tổ chức các hoạt động lễ hội qua một thành viên trong câu lạc bộ. Mục đích của em muốn tham gia câu lạc bộ đó là muốn học hỏi, muốn cống hiến một chút sức nhỏ vào việc tổ chức và giới thiệu, phổ biến với khách tham quan về các di tích lịch sử ở địa phương. Bản thân em vốn là một người khá hòa đồng, thân thiện, giao tiếp lưu loát, tự tin trước đám đông, cộng với sự nhiệt huyết, mong muốn cống hiến, Em có thể sẵn sàng dành thời gian của bản thân cho các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của cộng đồng địa phương. Hiện tại, bản thân em đang theo học ngành Văn học, cũng khá quen với những bài giới thiệu. Nếu được vào câu lạc bộ, em có thể viết những bài giới thiệu, nội quy, lưu ý, hướng dẫn khách tham quan lễ hội. Em cũng từng tham gia khá nhiều câu lạc bộ tại trường, vì vậy em có thể tự tin khẳng định em sẽ làm tốt những công việc mà ban chủ nhiệm câu lạc bộ giao phó. Em xin cam kết thực hiện tốt nội quy và yêu cầu của câu lạc bộ và địa phương. Em xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm về sự quan tâm, đọc và xuất diệt. Bây giờ chúng ta cùng sang đề số 2. Hãy viết bài luận về bản thân để thuyết phục một trường đại học ở nước ngoài cấp học bổng cho em. Để viết được bài luận này, các em hãy đọc ý yêu cầu của đề bài, xác định đối tượng, mục đích và cách thức thuyết phục. Sau đó, lên ý tưởng và viết bài luận. Sau đây, dựa vào dàn ý của cô, các em hãy viết bài luận về bản thân để thuyết phục một trường đại học ở nước ngoài cấp học bổng cho mình. Mở bài, các em hãy chọn đối tượng, đó là một trường đại học ở nước ngoài. Thân bài, các em hãy nêu những thông tin về cá nhân, lý do muốn xin học bổng, thành tích đạt được về học tập và rèn luyện, năng lực, kinh nghiệm của bản thân có thể phục vụ gì cho trường đại học dự kiến theo du học và lời cam kết. Sau đó, các em sẽ kết bài bao gồm lời cảm ơn và ký tên. Như vậy là cô và các em đã tìm hiểu xong bài viết bài luận về bản thân trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 1 bộ sách Cánh Diều. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem tiếp các bài dạy tiếp theo. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em.